Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia giáo dục tâm lý, lá chắn được xem là hữu hiệu để giải quyết vấn đề bảo vệ trẻ em không bị xâm hại, chính là trang bị cho con kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản, cũng như các kỹ năng cơ bản để trẻ bảo vệ mình trước các nguy cơ xâm hại ngoài cuộc sống. Phóng sự sau sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều này. Có con trai chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì, chị Bùi Thị Phúc tại xóm Minh Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình hiểu cần giáo dục giới tính cho con. Hai mẹ con từ bắt đầu các buổi nói chuyện về giới tính thông qua những tờ rơi minh họa về các cách phòng tránh xâm hại tình dục ở trẻ em. Vấn đề giới tính giữa chị và con được trao đổi khá thoải mái. Điều chị Nhung lo lắng nhất hiện nay đó là sự phát triển của Internet, mạng xã hội đặt ra nhiều nguy cơ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Nhiều trò chơi, phim ảnh có tính bạo lực, khiêu dâm, tác động xấu tới nhận thức và hành vi của con trẻ. Nói chung là lúc nào cũng phải ý thức cho con cái vấn đề là giới tính, là không cho người lạ là đụng chạm vào cơ thể của mình, những cái phần nhạy cảm, để cháu ý thức được là từ bây giờ là cháu cũng đã ý thức được những cái vấn đề về giới tính đấy. Riêng xã Yên Trị của huyện Yên Thủy có trên 1.900 trẻ em dưới 16 tuổi. Nắm bắt được số lượng lớn trẻ cần được trang bị kiến thức về giáo dục giới tính, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thành lập các nhóm như An toàn cho phụ nữ và trẻ nhỏ, mô hình chi hội phụ nữ không có bạo lực gia đình, bạo lực và xâm hại trẻ em, để tuyên truyền tới các bậc cha mẹ sớm nhận ra việc giáo dục giới tính cho con em mình là cần thiết, tạo cho trẻ sự tự tin dù thuộc giới tính nào, giúp trẻ sống hòa nhập, bình đẳng trước bạn bè, gia đình và xã hội. Ngoài ra, việc cha mẹ có ý thức giáo dục giới tính sớm cho con trẻ, giúp trẻ nhận ra được sự khác biệt giữa hai giới, từ đó có hướng phát triển phù hợp với giới tính của mình một cách tự nhiên. Mỗi lần con đi học về là mẹ con hàn huyên tâm sự với nhau, tôi cũng dạy con là tránh những cái cám dỗ của người lạ, dụ dỗ là đi chơi hoặc là cho bánh kẹo hoặc là đi lên xe, thì tôi cũng nhắc nhở con là mẹ con để tâm sự với nhau. Những cái trường hợp mà không may hạn hữu mà xảy ra đối với bạo lực gia đình hay xâm hại trẻ em ấy, đặc biệt là cái xâm hại trẻ em, thì hội phụ nữ là phải trước tiên là phải có mặt đến để chia sẻ, động viên và tuyên truyền và tuyên truyền cái gia đình đó là không được giấu mà khai báo tới cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết. Nhờ thực hiện tốt các mục tiêu bảo vệ quyền lợi của trẻ em nên liên tục trong 2 năm từ 2018 đến 2020, toàn huyện Yên Thủy không có bất kỳ vụ xâm hại trẻ em nào xảy ra. Và tham gia các cái đoàn giám sát về luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, trong đó có vấn đề về phòng chống xâm hại trẻ em. Thế thì tham gia các cuộc giám sát này thì chúng tôi cũng sẽ tích cực chủ động có những cái ý kiến phản hồi, có những ý kiến kiến nghị đối với đối tượng giám sát để trong cái thời gian tới thì cái việc thực hiện pháp luật chính sách liên quan đến phòng chống xâm hại trẻ em thì sẽ được thực hiện tốt hơn. Bên cạnh đó, sự nghiêm minh của luật pháp, các gia đình và cộng đồng xã hội cũng cần phải nâng cao hơn nữa vai trò trong việc quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ. Đặc biệt là vai trò của người bố, người mẹ là vô cùng quan trọng. Dù bận, nhưng các bậc phụ huynh nên dành thời gian chia sẻ với con cái, giáo dục và hướng dẫn cho các con các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp và kỹ năng tự bảo vệ mình.